Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đài Loan trước âm mưu bị Trung Quốc dội tên lửa Ngày 22 tháng 9, AFA Tiếng Việt có bài bình luận Việt Nam trước nguy cơ Trung Quốc đe dọa lấy lại Đài Loan của tác giả Chu Khải Nguyên Tác giả dẫn phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói Giải quyết vấn đề Đài Loan là vấn đề của người Trung Quốc Một vấn đề phải được giải quyết bởi người Trung Quốc Ông Tập nhấn mạnh Trung Quốc không bao giờ cam kết từ bỏ việc sử dụng vũ lực trong vấn đề Đài Loan. Tác giả cho biết có một số dự đoán về một cuộc tấn công của Trung Quốc nhằm chiếm lại Đài Loan có thể diễn ra vào năm 2027 hoặc 2049. Hình ảnh bài bình luận trên AFA. Tuy nhiên, cho tới nay, hầu hết các nhà nghiên cứu tin rằng một cuộc tấn công như vậy sẽ không xảy ra ít nhất trong hai năm nữa. Một mặt Bắc Kinh đã thấy cái giá phải trả của Nga khi xâm lược Ukraine và bị phương Tây trừng phạt. Mặt khác, bản thân Bắc Kinh cũng đang có nhiều vấn đề nội bộ khi nền kinh tế đang có dấu hiệu khủng hoảng, cũng như các cuộc thanh trường nội bộ đang diễn ra khốc liệt mà ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng biến mất một cách bí ẩn là ví dụ rõ nhất. Nhưng theo tác giả, Đài Loan đang gặp một vấn đề rất nan giải liên quan đến nghị quyết 2758 của Liên Hiệp Quốc. Ngày 25 tháng 10 năm 1971, Liên Hiệp Quốc đã ra một nghị quyết quy định về Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thay thế Cộng hòa Trung Hoa trở thành thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Bắc Kinh đã thực hiện một chiến dịch rầm rộ nhằm diễn giải lại nghị quyết 2758 này dựa trên nguyên tắc một Trung Quốc và truyền bá sai rằng thông qua nghị quyết này, các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc đã đi đến quyết định rằng Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Tác giả cho hay, Bắc Kinh đã nỗ lực nhằm làm giảm vị thế của Đài Loan tại Liên hiệp quốc vào những năm 90 2000 cùng thời điểm với quá trình dân chủ hóa của hòn đảo này. Điều này xảy ra bởi vì Trung Quốc đang nổi lên như một cường quốc toàn cầu có ảnh hưởng toàn diện và mạnh mẽ trong hệ thống Liên hiệp quốc. Về phần mình, Đài Loan cũng đang tích cực tìm cách cải thiện vị thế trên trường quốc tế. Tác giả bình luận những thay đổi lớn trong chính trị quốc tế thời gian qua đã cho thấy điều đáng lo ngại về sự vắng mặt của Đài Loan trong cộng đồng quốc tế, cả về việc nước này bị loại trừ một cách có hệ thống ra khỏi hầu hết các tổ chức quốc tế và quan hệ ngoại giao với các nước lớn. Hình ảnh một cuộc tập trận của Đài Loan. Tác giả nhận xét Việt Nam, quốc gia Đông Nam Á nhưng bị nhiều người phương Tây coi là sân sâu của Trung Quốc vì cái bóng quá lớn của Bắc Kinh ở đây. Nhưng Đài Loan có vai trò quan trọng đối với sự phát triển và cả chiến lược phát triển của Việt Nam. Khi Việt Nam bắt đầu mở cửa nền kinh tế những năm 1990, Đài Loan là một trong các quốc gia đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam thở đó. Một dấu ấn quan trọng chính là khu Phú Mỹ Hưng sầm uất bậc nhất tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay mà vai trò chính đến từ một công ty của đảng Dân Tiến, đảng cầm quyền ở Đài Loan hiện nay tác giả phân tích về mặt an ninh nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan, điều này sẽ làm nguy hiểm cho các quốc gia ASEAN liên quan trực tiếp tới tranh chấp biển Đông. Nếu Trung Quốc chiếm được Đài Loan thì khả năng sẽ chiếm luôn đảo Bà Bình, hòn đảo lớn nhất ở Trường Sa và từ đó sẽ tấn công thêm một loạt các thực thể gần đó, nên cũng sẽ là mối đe dọa không nhỏ đối với Việt Nam, chưa kể một cuộc xung đột ở eo biển Đài Loan sẽ khiến nền kinh tế ở châu á gồm cả việt nam sẽ chịu tác động nghiêm trọng về mặt chiến lược phát triển đài loan hiện nay đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái chất bán dẫn và chip trên toàn cầu những sản phẩm chip tiên tiến nhất chỉ được sản xuất ở đài loan việt nam gần đây thể hiện ý định trở thành một địa chỉ quan trọng trong sản xuất chất bán dẫn và chip trên thế giới dưới sự giúp đỡ của mỹ sau chuyến thăm lịch sử của tổng thống biden mới đây nhiều tập đoàn chất bán dẫn và chip của mỹ đã đến việt nam tìm cơ hội đầu tư và sản xuất nếu việt nam thực sự muốn trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu về chip và chất bán dẫn thì kinh nghiệm và năng lực sản xuất của đài loan là một bên hợp tác rất quan trọng đối với việt nam tác giả kết luận chính vì vậy việt nam cần phải ủng hộ đài loan trên trường quốc tế không chỉ việt nam mà cộng đồng thế giới cũng cần lên tiếng và ủng hộ Đài Loan. Đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là lương tâm của chúng ta. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm đen với bản tin ủng hộ Đài Loan là trách nhiệm và lương tâm của chúng ta. Trung Quốc chặn tôm hùm Việt Nam mà không báo trước gây thiệt hại hàng tỷ đồng. Ngày 22 tháng 9, VOA Tiếng Việt loan tin tôm hùm Việt Nam bị chặn nhập khẩu vào Trung Quốc gây thiệt hại theo đó, các xe tải chở tôm hùm Việt Nam trên đường xuất khẩu sang Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái đã bị chặn lại sau khi Trung Quốc đột ngột ra lệnh hạn chế nhập khẩu gây thiệt hại nhiều tỷ đồng. Truyền thông trong nước dẫn thông tin từ Chi cục Hải quan Móng Cái cho biết hình ảnh bản tin trên VOA. AFA cho hay, ngày 21 tháng 9, Hải quan Móng Cái đã thông báo với báo chí rằng tình trạng này đã diễn ra 3 ngày qua do Trung Quốc bất ngờ hạn chế nhập khẩu tôm hùm khiến nhiều doanh nghiệp không kịp trở tay. Chi cục Hải quan Móng Cái được thanh niên dẫn lời cho biết, trước đây, mỗi ngày có khoảng 100 xe hải sản từ sóng lẫn đông lạnh được làm thủ tục xuất nhập khẩu và có khoảng 6 tấn tôm hùm đã chết trong những ngày qua. Tuy nhiên cũng có xe tải đã kịp chở hàng trở lại các đầm nuôi hay kho đông lạnh để bảo quản. Còn số tôm hùm chết đã được rau bán giải cứu trên mạng xã hội với giá khoảng 400.000 đồng mỗi ký. Theo AFA, trang mạng Dân Trí dẫn lời lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cho biết, nguyên nhân của việc này là do phía Trung Quốc tăng cường kiểm soát dịch bệnh mà không báo trước. Tuy nhiên, đến 15 giờ ngày 22 tháng 9, toàn bộ các xe chở tôm hùm bị kẹt đã được xuất sang Trung Quốc trở lại. Dân Trí dẫn nguồn từ Chi Cục Hải quan Móng Cái cho biết, và hiện không còn xe hàng nào tồn động tại khu vực cảng. Cụ thể, trong ngày 22 tháng 9 đã có 65 xe hàng thủy sản tươi sống cũng như đông lạnh xuất sang Trung Quốc qua cửa khẩu này. Trong đó có 45 xe tôm hùm, 20 xe cua, ngao, ốc. Hình ảnh xe container chở nông sản chờ xuất khẩu ở cửa khẩu với Trung Quốc. AFA cho biết thêm, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và là thị trường xuất khẩu chủ lực của các mặt hàng nông sản cũng như thủy hải sản Việt Nam. Tuy nhiên, đây cũng là một thị trường nhiều rủi ro vì đã nhiều lần đóng cửa khẩu khiến nông sản Việt Nam phải bán đổ bán tháo hay đổ bỏ hàng loạt. Gần nhất đây, ngày 11 tháng 9, báo công thường cho hay sầu riêng, chuối, mít, thanh long bị Trung Quốc dừng nhập khẩu, khiến hàng trăm container ùn ứ tại cửa khẩu đây là thời điểm khá nhạy cảm vì trùng với chuyến thăm của tổng thống mỹ joe biden đến việt nam và việc mỹ đã ký nâng vượt cấp mối quan hệ song phương lên đối tác chiến lược toàn diện nhiều ý kiến đặt vấn đề dừng việc nhập khẩu hàng việt nam của trung quốc kể cả hàng nông sản và hàng thủy hải sản nêu trên phải chăng là hành động trả thù cho việc việt nam dám xích lại gần mỹ hình ảnh báo công thương tường thuật lý giải của bộ nông nghiệp về việc hàng nông sản Việt Nam bị Trung Quốc chặn ngày 11 tháng 9. Báo Công Thường dẫn lời ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, việc tạm dừng khai thác này là để yêu cầu doanh nghiệp cơ quan quản lý địa phương phải làm rõ nguyên nhân vi phạm quy định về kiểm dịch thực vật được phía Trung Quốc thông báo, khi nào là hoàn thành xong sẽ tiếp tục được xuất khẩu trở lại. Đồng thời, một loạt các báo khác đều đưa tin dẫn lời ông Hoàng Khánh Duy, Phó trưởng ban quản lý khu kinh tế của cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn nói rằng hoạt động xuất khẩu tại Lạng Sơn vẫn bình thường. Tuy nhiên vì chưa ký được nghị định thư kiểm duyệt với Trung Quốc nên Trung Quốc kiểm dịch 100% sầu riêng Việt Nam, khiến năng suất thông quan giữa các cửa khẩu chưa cao. Có vẻ như thông tin của ông Hoàng Trung và ông Hoàng Khánh Duy hơi mâu thuẫn, dù cả hai đều có ý bao biện cho Trung Quốc. Trung Quốc đã rất nhiều lần sử dụng việc dừng nhập khẩu như một hình thức trừng phạt chính trị khi có bất đồng xảy ra. Điển hình là cuộc chiến chuối diễn ra giữa Trung Quốc và Philippines vào năm 2012. Khi đó, Trung Quốc đã dừng nhập khẩu chuối từ Philippines, khiến các doanh nghiệp xuất khẩu của Philippines thiệt hại hàng tỷ peso. Phía Trung Quốc lấy lý do an toàn vệ sinh thực phẩm, nhưng phía Philippines cáo buộc là do có động cơ chính trị. Sự việc xảy ra cùng thời điểm với những căng thẳng quanh bãi đá Scarborough do Philippines kiểm soát quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của ngọc thơ thời báo d với bản tin trung quốc chặn tôm hùm việt nam mà không báo trước gây thiệt hại hàng tỷ đồng quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo d